Rồi, xin chào cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị các bạn ngày mới vui vẻ. Hồi nãy dưới cái mương nãy mình cũng dở được mớ tép cắt rong nữa. Này tép này bự bự chứ. Rồi bữa nay mẹ mua vịt để cả nhà ăn vịt kho củ hành đó hả? Ừ. Không? Kho củ hành đó. Có củ màu hả? Củ hành được rồi cả nhà. Ăn nhím nhím đi. Chủ yếu là ăn vậy. Luộc cho nó bớt tanh nó xào. Luộc bỏ nước một cái. Cho nó sâu một chút rồi hả nhất kia. Trong trong này mà chợ bán mắc lắm á. 15.100 cà ra. Vậy là 150 một ký. Ừ, cái này anh bển lúc trước hay là đi vớt thôi là lần mấy ký á. Cái này bắt tép để bán tiền. Cái này vịt mình kho với củ hành, mình thường mình kho vịt kho gừng. Nên mình đổi vịt kho củ hành. Vịt kho củ hành, đổi món mới. Ăn thử coi ngon không? Mẹ làm thấy ngon rồi. Nay mời cả nhà ăn món mới đi. Vịt kho củ hành đi. Nó sần rồi. Để nó sần rồi. Hành tím nó vô. Rồi giờ mình bỏ củ hành tím đi trước luôn. Củ hành tây hồi đấy vô sau. Chút mà cho nó dần dần. Hạt nêm. Hai muỗng đường. Xíu muối vô. Chút nước mắm vô. Mình xào lên cho nó săn. Để nước vô. Lửa hồng quá. Cái này là trời lạnh, mình thấy lửa này là ấm luôn á. Bữa nay mình làm thêm món lòng vịt xào hành với giá. Giá thì ở nhà mình làm. Mới tép dòng, mới bắt đó. Sao chung luôn. Đây, giá mình làm đây. Đây giá mẹ làm. Đây mình làm mấy ngày nó mới lên nha cả nhà. 3 bữa nè, 3 ngày nè, 3 đêm nè. Ồ, lên cao hết trơn rồi. Giá mày ăn mới ngon nè, ăn nó thơm quá. Còn giá ngoài chợ nó ăn nó ngon. Chèn ơi, nó cao quá, trời cao luôn. Quá trời quá. Mình mới làm có 100 gram đậu xanh. 100 gram đậu xanh. Nó ra bao nhiêu giá đó, nhiều ghê ha. Thêm một gỗ luôn rồi. Quá trời ngon luôn. Giá mình tự làm ăn nó ngon hơn. Này mình xào phân nửa ha, còn phân nửa để vô tủ thôi dành nấu mì. Ăn đâu hết đâu. Nấu mì để vô ăn ngon lắm. Này mà xào với tép rong với lòng gà, lòng vịt nó là thôi rất là ngon, ngọt ngay luôn. Ngay luôn. Thì nhiều luôn rồi. Cái thào nhỏ quá, lấy cái thào bự như chết rồi đây. Đây, nó là vịt kho của mình đây. Giờ nó sôi lên rồi nó thịt nó săn lại rồi. Bay bốc mùi thơm luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Ôi giá này mình lấy đậu xanh mình ngâm khoảng bao lâu à? Ngâm 3 tiếng hồ, ngâm xong rồi mới ủ mấy cái khăn the đó, chải nó dưới, cái đậy quấn chùm đậy lại. Cho nó hầm á. Đậy chùm lại rồi
lấy cái khăn vậy đậy lên trên nữa. Rồi một ngày tưới nước 2 lần. Ngày tưới 2 lần. Sáng với chiều à, ngày tưới 2 lần, đậy cho nó kín lại. Mà lấy cái thau ụp lên cái nữa. Đậy kín cho ụp lên cho nó hầm á, giá nó mới lên dữ. Rồi 3 đêm mà nó cao bao nhiêu rồi nè. Này theo 2 đêm là vừa ăn. 2 đêm rồi. Giá mình làm theo cách này nữa rồi. Giá này mình làm mình ăn nghe mùi nó thơm ngon hơn. Hồi đó làm lớp làm bằng cho cháu á. Một lớp để trong cái lu. Cho cháu đúng rồi. Lớp đậu cho cháu lên. Lớp đậu lớp cho, đậu lớp cho giấu vô. Giờ làm gì đơn giản. Nó gà cũng lẹ lắm á. Tưới nước lên gà lẹ. Cái này ta để trong cái thùng. Thôi mình làm vậy đi. Này mình ăn. Lò sập này nhìn quá hấp dẫn. Mai mùa nghe mà nó bụng rồi. Rồi nãy dịch nó cũng chín rồi cả nhà. Bây giờ mình bỏ củ hành vô. Để củ hành vô nhắc ra. Có món gì? Kho củ hành. Chút nữa nhắc ra được rồi. Giờ tới món xào. Đắp lên xào thôi. Lòng vịt xào. Món này cũng hấp dẫn luôn nè. Món này ngon hơn nữa. Lòng vịt tép chân. Xào. Xào giá. Xào bỏ tép vô luôn. Tép chân lòng vịt. Nó sẽ ngon. Thập chấm này chứ ăn ngon à. Lên sổn ăn ngon. Giờ bỏ gia vị vô. Muối. Hạt nêm. Gia vị truyền thống với đường bột ngọt nha. Xào cho nó săn, chắc là giá thì nó mau chín lắm. Giá mình để vô cho nó cho xào cho nó săn, nó thơm đi. Giá bỏ vô cái là chín rồi. Giá để vô rồi nhắc ra. Rồi bây giờ mình để gốc hành với hành vô trước. Gốc hành vô trước à. Rồi bây giờ mình bỏ giá cho mình xào chung luôn. Xào sơ sơ qua nhắc ra được rồi, rồi giá nó mau chín. Nó xèo nó làm nhắc ra được rồi. Giá rất là mau chín. Nó chín quá ăn nó dai. Chín quá không ngon. Quá, thật luôn rồi. Xèo xèo rồi tắt bếp được rồi. Nếu nó chín là nó ra. Xe dai. Này là nước mắm nó chấm ngon à. Ừ, làm nước mắm chấm. Mắm chua ngọt. Bây giờ mẹ làm nước mắm để chấm với đồ xào hồi nãy mình xào á. Làm nước mắm chua ngọt. Chấm với lòng vịt xào giá. Rồi nước mắm. Đây là món lòng xào giá với hành này. Món nào cũng ngon hết. Đây là món vịt kho củ hành. Gia đình mình nha. Cơm chưa? Rồi, ăn cơm thôi.
món giá xào, giá xào lòng vịt. Không mùi giá không? Giá làm hết thơm không? Giá mình làm nó thơm. Nó bữa làm hả? Ừ. Ngon rồi. Không ngon à? Đỡ thơm, thơm hơn rất trời. Giá trên mùa đậu xanh. Ngon quá. Tầm dịch tép trước thì bắt được mới tép để vô xào luôn một ngày quá ngọt luôn. Tép này lựa bự luôn, tép lựa luôn. Ồ, bỏ tép này cũng tép dữ. Dịch kho củ hành nghe giỏi ngọt vẫn ngọt. Thật cay thật thật cao thật ngọt. Sao thì ngoài ngoài mình nấu thì sao củ hành món. Lòng vịt này nè, mướp á, xào mướp thì ngon nữa. Thôi mướp thì nói rồi phải còn mướp, xào mướp thì ngon. Mấy người về đi sáng này đi Minh Bạch. Vô mùa của nó rồi. Ừ, phải hòa đủ ấy. Cái nước mưa là lạc đó nè. Phải là lạc không? Phải. Là lạc lớn lên, cái xanh thôi nó trắng gì hơn gì không à. Cái thằng chiên thì nó lần vàng. Ủa hành là lạc nó nhỏ hơn đúng không? Nó trắng. Tép còn dưới là nó nhỏ. Ngon không Trung? Ngon. Cái nào cũng ngon. Món nào cũng ngon hết á. Mẹ nấu hả? Ngon như cơm mẹ nấu. Chính xác. Hết mua xào rồi. Mua xào nó ngọt, có tép nữa không? Tép này cái mũ mất, chứ nó dính. Tép bây giờ nó trốn dữ rồi. Nó gấp gấp ít dính luôn. Nè, tôi chết rồi. Cái mũ mất rồi. Nó gấp nó dính. Được chưa? Thôi bạn ơi.
Để cô ghi nha. Đúng mà cái này hơi chống nắng là dữ dằn. Lại đi kiếm nha. Xin kết thúc clip này nha cả nhà. Chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ. Rồi hẹn cô chú anh chị và các bạn vào clip tiếp theo nha.